rồi tôi có quay rồi. Ok. Chắc là đang mặc đồ cho con kia. Livestream thì mình thả comment chấm bài xuống đây cho chung nha. Đó, không biết là mọi người đã thấy ok chưa? Lúc nãy thì có một vài lỗi kỹ thuật cho nên là Nhung sẽ bắt đầu lại với mọi người nhá. Nếu mà chúng ta vào livestream rồi thì nhanh chóng là thả một dấu chấm một comment xuống đây, chào hỏi nhau một chút xíu đúng không ạ? Chờ mọi người vào đông đủ một chút, Nhung sẽ bắt đầu lên ngay cái buổi livestream ngày hôm nay về cái topic của mình. Ngày hôm nay thì sẽ chia sẻ, thì hôm nay vẫn sẽ là một talk show chia sẻ cho mọi người về cách làm sao để mà làm trắng da. Buổi hôm trước thì Nhung có chia sẻ với mọi người về cách để chúng ta điều trị mụn này cũng như là chăm sóc da mụn đúng không ạ? Thì hôm nay sẽ là những tip chia sẻ để chúng ta có thể là dưỡng cho làn da của mình trắng nhá. Ok mọi người ơi, chúng ta nhớ là chấm bài và nếu như mà mọi người chưa có chia sẻ cái livestream ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy nhanh tay chia sẻ livestream nhá để lan tỏa đến cho mọi người đúng không nào? Ok và bắt đầu vào luôn cái topic ngày hôm nay đi. Không biết là mọi người có câu hỏi gì chúng ta hãy đặt ra ở đây nhá. Nhung sẽ tương tác với mọi người qua một cái màn hình máy phụ, bởi vì hiện tại thì Nhung đang sử dụng cam sau để livestream mọi người ạ. Đó cho nên mọi người sẽ Nhung sẽ tương tác với mọi người qua một màn hình máy phụ nhá. Thì thực chất thì mọi người có rất là nhiều cách để chúng ta có thể làm trắng da, tuy nhiên thì Nhung cũng có học hỏi một chút xíu những cái cách làm đẹp của những chị em phụ nữ Nhật Bản ấy. Họ có những cách làm đẹp rất là hay và sẽ sử dụng những cái nguyên liệu từ thiên nhiên rồi này kia các cái, và Nhung nghĩ rằng ấy, những cái phương pháp đấy nó khá là ok. Tuy nhiên để mà mình áp dụng trong cái thời tiết này cũng như là cái điều kiện của mình thì chắc là cũng vẫn sẽ có thay đổi một chút xíu đúng không nào? Thì đầu tiên thì xin phép chia sẻ cho mọi người một chút xíu là như Nhung đã nói ở bất cứ một buổi livestream nào ấy, khi mà chúng ta chăm sóc da thì cái điều quan trọng nhất đó là làn da của chúng ta phải sạch nhá, luôn luôn phải giữ cho làn da của mình sạch mọi người nhá. Cho nên là cái bước mà chúng ta tẩy trang này hay là chúng ta rửa mặt này, đấy là cái điều vô cùng quan trọng, và Nhung nghĩ rằng buổi ngày hôm nay thì Nhung cũng sẽ không có nhắc lại quá nhiều về cái vấn đề đấy nữa đúng không ạ? Đó, và một cái điều nữa đó là chúng ta nên biết rằng ấy, cái làn da của chúng ta khi mà mọi người tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đúng không ạ? Da của chúng ta sẽ có 3 lớp mọi người nhá. Lớp ngoài cùng này là lớp biểu bì này, trung bì này và hạ bì này. Thì ở trong cái lớp hạ bì của mình sẽ có cái hắc sắc tố gọi là melanin. Thì cái melanin này nó sẽ có hai cái gọi là trái ngược nhau. Thứ nhất là cái công dụng của nó sẽ giúp cho chúng ta là bảo vệ cái làn da của mình khỏi cái ánh nắng mặt trời đúng không ạ? Tránh tình trạng là chúng ta bị những cái tác hại từ các tia UVA, UVB đúng không? Đó. Và cái điều ngược lại của nó đó là gì? Tác hại của nó khiến cho da của chúng ta nó bị thâm sạm đi. Đấy thì với những cái cách làm trắng của chúng ta, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ làm sao để chúng ta ức chế cái sự hình thành cũng như là sự phát triển của melanin. Đó thì cũng sẽ có rất là nhiều các vấn đề. Ôi bộ móng chị xịn thế. Bộ móng này Nhung cũng làm được khoảng tầm hơn 2 tuần rồi đấy mọi người ạ. Bây giờ nó cũng bắt đầu bong bong dần rồi, chuẩn bị là phải đi gỡ và làm lại bộ khác thôi, chơi từ giờ đến Tết. Đó. Thì cái việc mà mọi người làm trắng da của mình thì lúc nào cũng cần phải chống nắng mọi người nhé. Bởi vì cái việc mà chống nắng ấy chính là cái việc mà khi mà chúng ta dưỡng cho cái da của mình trắng đi, tức là cái melanin của mình nó đã bị ít đi rồi. Đó. Thì mình cần phải giữ trắng da, mình phải dưỡng chống nắng để làm sao cái làn da của mình nó không bị bắt nắng này, không bị viêm này đúng không ạ? Đó, và có những cái tip mà Nhung học hỏi được rất là hay của người Nhật Bản, đó là thứ nhất ấy, là họ sử dụng cái nước vo gạo ấy. Mọi người chắc là những ai mà ví dụ chúng ta hay nấu nướng nhiều này, chúng ta sẽ thấy rằng mình sẽ có một cái làn da tay nó khá là mịn màng đúng không? Đấy, bởi vì sao? Thứ nhất là khi mà chúng ta nấu nướng chạm vào mỡ này rồi thì động vật các cái này thì nó sẽ giúp là bổ sung collagen, hoặc là ví dụ như chúng ta vo gạo các cái thì cái nước vo gạo đấy nó cũng sẽ giúp cho chúng ta làm trắng da của mình. Thì người Nhật Bản họ tức là những cái cô gái Nhật Bản ấy, họ hay sử dụng nước vo gạo để họ rửa mặt. Sau đó thì họ còn có những người họ còn sử dụng cả những cái cơm nắm mà ấm ấm ấy để họ massage mặt nữa. Thì đấy cũng sẽ là một cái cách
da tớ đen quá thì sao, dưỡng sao bạn ơi? Rồi thực ra thì da nếu như mà da mình đen quá thì mình chỉ có cách là mình dưỡng dần dần thôi mọi người nhá. Và chúng ta có cách là chúng ta dưỡng dần dần thôi. Thì sử dụng nước vo gạo để chúng ta rửa mặt cũng rất là ok. Thì bây giờ thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm mặt nạ này vân vân các cái để có thể là dùng làm gọi là chúng ta cũng được chiết xuất từ gạo ấy mọi người. Cho nên là chúng ta có thể sử dụng này để chúng ta dưỡng da của mình đúng không nào? Ngoài ra thì người Nhật Bản họ cũng sử dụng trà xanh, tinh dầu hoa trà này cái các cái rất là nhiều. Thì với Việt Nam chúng ta khí hậu nó là nóng ẩm, cho nên là chúng ta sử dụng tinh dầu nhiều thì nhiều khi ấy, nó cũng khiến cho chúng ta hơi bị bóng dầu nhờn ấy. Tuy nhiên người Nhật Bản thì họ lại không ngại vấn đề đấy bởi vì họ khá là lạnh. Thì Nhung nghĩ rằng như ở Việt Nam mình thì mình có thể sử dụng những cái sản phẩm mà nó giúp kiềm dầu cũng khá là ok. Ngoài ra thì có thể là mọi người chưa biết đến cái việc là cái miếng mặt nạ giấy ấy. Cái này, cái miếng mặt nạ giấy này ngày xưa thì người Nhật Bản họ hay sử dụng những cái vải cũ, vải thừa khi mà họ may kimono các cái làm sạch đi, sau đó là họ sẽ nhúng vào những cái sản phẩm làm dưỡng, ví dụ như là tinh chất, tinh dầu này cái các cái đúng không? Sau đó họ đắp lên mặt. Thì đấy chính là ông tổ của những cái miếng mặt nạ giấy như này mọi người ạ. Đó thì Nhung nghĩ rằng cái việc mà đắp mặt nạ nó rất là tốt luôn. Mọi người không biết là mọi người có biết đến gọi là diễn viên Phạm Băng Băng không? Thì cái cô Phạm Băng Băng này ấy, một năm cô ấy sử dụng đến 600 miếng mặt nạ, tính ra tương đương nó phải rơi vào một ngày 2 miếng mọi người. Đó, thì cái việc sử dụng mặt nạ nó rất là ok và nó rất là tốt cho cái làn da của chúng ta. Ngoài ra thì rồi ok mọi người ơi, chúng ta có câu hỏi gì thì cứ comment xuống đây nhé, bởi vì là Nhung lại tương tác với mọi người qua màn hình máy phụ ấy đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái phương pháp khác nữa để dưỡng da. Thì Nhung nghĩ rằng một cái quá trình skincare của mình nhá, dùng nước gạo thứ mấy vậy bạn, bình thường tớ hay vo gạo 2 lần nước ấy. Cái bột cám của gạo ấy mọi người, đấy là cái mà nó tốt nhất cho mình. Thì ở ngay cái nước đầu tiên nhá, mọi người vo thì mọi người chỉ cần sơ qua một tí này thôi để bỏ đi những cái bụi bẩn, đúng không? Những cái bẩn trên gạo của mình. Còn đến cái nước thứ hai mọi người bắt đầu mọi người vo kỹ một chút, chúng ta sử dụng cái nước đấy để chúng ta rửa mặt là ok mọi người nhá. Đó, ok. Và rồi da đen quá dưỡng sao rồi mọi người ơi, nếu như mà da của chúng ta mà nó bị kiểu đen quá, đen lì, đen sạm đúng không ạ, mà chúng ta dưỡng mãi không được thì mọi người cũng thử thay đổi cái cách ăn uống dinh dưỡng của mình mọi người nhé. Người Nhật Bản họ rất là thích ăn cá, bởi vì sao? Ăn cá nó cũng rất là tốt, vừa là bổ sung cho chúng ta những cái vi chất cần thiết này, thứ hai nữa là nó cũng có những cái khả năng đó là giúp cho chúng ta làm đẹp mọi người nhé. Thì mọi người có thể là ăn cá này, rồi uống sữa này, mọi người ăn sữa chua cũng rất là ok. Đấy là những những cái thực phẩm mà có thể giúp ích cho chúng ta đó. Ngoài ra thì mọi người có thể là sử dụng ngoài cái việc là chúng ta ăn uống này, sử dụng những sản phẩm dưỡng da này, thì chúng ta cũng nên là mình có một cái chế độ ngủ nghỉ, các thứ sinh hoạt nó điều độ đó. Kể cả là cái việc mà mọi người vận động, luyện tập thể dục thể thao nhá. Rất là nhiều người nghĩ rằng ấy, cái việc luyện tập thể dục thể thao nó chỉ liên quan đến vóc dáng thôi, không liên quan đến làn da cả, nhưng mà mọi người không phải đâu. Khi mà chúng ta vận động nhiều ấy thì sẽ giúp làm tăng cái tuần hoàn máu, lưu thông máu của mình. Như vậy sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta nó sẽ kiểu sáng hơn, như là nó sẽ hồng hào hơn rất là nhiều. Đấy. Đặc biệt là ví dụ như chúng ta ăn uống ngủ nghỉ này, những nàng nào mà ví dụ hay thức khuya các cái thì trời ơi, thức khuya 1-2 ngày cái là biết ngay đúng không ạ? Mặt là có mụn nha. Da chị dễ mụn quá không? Thì có kỵ loại mặt nào không gái? Nếu như mà da của chị bị mụn ấy thì Nhung khuyên là chị nên dùng những loại mặt nạ, mặt nạ trà xanh, bởi vì trà xanh nó rất là lành tính đấy, và nó sẽ giúp cho chúng ta là thải độc và trị mụn nhá. Ở đây thì Nhung cũng có một cái em mặt nạ Medihel. Thì mặt nạ Medihel này thì sẽ có cho chúng ta là bốn màu, bốn loại để gọi là tùy với cái làn da của mình nhá. Thì ở đây sẽ có cả mặt nạ trà xanh nữa, nếu như mà chị sử dụng mặt nạ trà xanh như thế này thì cũng khá là ok, bởi vì nó sẽ giúp làm dịu lại cái làn da của mình. Bao giờ cái thành phần trà xanh nó cũng sẽ làm dịu này và giúp thải độc tố này. Đấy thì cách sử dụng mặt nạ cũng rất là đơn giản thôi. Nhung nghĩ rằng đa phần ở đây chúng ta đều đã biết rồi. Không biết là mọi người có cái thói quen giống như Nhung không? Nhung có một cái thói quen rất là tốt, đó là xông mặt. Đó thì một tuần Nhung xông mặt có 2 lần thôi. Và thường thì trong 2 cái lần xông mặt đấy thì sau đó Nhung cũng sẽ sử dụng mặt nạ luôn. Đó là khi mà chúng ta xông mặt ấy thì mọi người có thể sử dụng, nếu như mà muốn làm trắng da nhá, mọi người có thể sử dụng nguyên liệu đó là tía tô này, chanh này và sả này. Đấy, mọi người xông khoảng tầm 10-15 phút thôi, nhưng không muốn xông quá lâu bởi vì sợ bị làm nở cái lỗ chân lông ấy. Đó thì xông mặt xong
Sau đó thì mọi người để cho cái mặt của mình nó được khô tự nhiên, và sau đó mình dùng nước ấm để rửa mặt. Bởi vì rất là nhiều người nhá, bạn bè của Nhung ấy, có mấy bạn kiểu các bạn ấy có một cái suy nghĩ nó hơi bị sai một chút. Đương nhiên là rất nhiều người mắc phải cái sai lầm đấy, đó là khi mà mọi người xô mặt xong thì mọi người sử dụng ngay cái nước lạnh mọi người rửa, bởi vì mình nghĩ rằng làm như thế để cho nó xem cái độ chân lông lại, đúng không ạ? Tuy nhiên mọi người ơi, không, bởi vì sao? Cái độ chân lông của mình vừa mới xông xong nó vẫn đang nở như thế, mình dùng ngay nước lạnh để cho nó kiểu nó bị co lại lập tức ấy, như thế nó rất là có hại. Cho nên là mọi người có thể để cho nó khô tự nhiên, sau đó là mình rửa mặt lại bằng nước ấm, và sau đó chúng ta mới bắt đầu là đến cái bước đắp mặt nạ. Mọi người ạ, đắp mặt nạ thì khoảng tầm 15 cho đến 20 phút thôi, mọi người đừng nên đắp quá lâu, bởi vì đắp quá lâu thì ví dụ những loại mặt nạ mà mặt nạ kiểu như là mình không phải mặt nạ giấy mà mình bôi trực tiếp lên da ấy, thì nó rất dễ khiến cho chúng ta kiểu khi nó bị khô ấy, nó rất dễ khiến cho chúng ta bị nếp nhăn. Cho nên là đắp mặt nạ mọi người nên chú ý là đắp khoảng tầm 15 cho đến 20 phút thôi mọi người nhớ. Và xem cách chăm sóc da nè, da chị đẹp quá, chị dưỡng da thế nào ạ? Rồi đấy, nhưng cũng vừa chia sẻ cho mọi người đó là bên cạnh cái việc mà mọi người thải độc da các cái vân vân đúng không ạ, thì như Nhung chia sẻ thì một cái cách cũng rất là hay, đó là mọi người xông mặt, cái đấy thì nó cũng rất là ok. Mọi người có thể sử dụng xông mặt theo cách thủ công, đó là chúng ta đun nồi nước này và chúng ta quấn khăn xung quanh rồi chúng ta xông cũng được, hoặc là sẽ có một cái cách khác ok hơn và Nhung có sử dụng máy xông mặt nhé mọi người. Máy xông mặt thì thực ra nó cũng không có đắt đâu, nó rơi vào khoảng tầm mấy trăm nghìn thôi đấy. Thì mọi người mua một cái máy xông mặt như vậy, mọi người có thể sử dụng rất là lâu và nó tiết kiệm được cái nguyên liệu cho mình rất là nhiều. Nếu mọi người đun một cái nồi xông mặt thì mọi người sẽ phải tốn khoảng tầm vài quả chanh này, vài củ sả này và một ít là tía tô này. Tuy nhiên nếu như mọi người sử dụng máy xông mặt thì mọi người chỉ cần nửa quả chanh, nửa củ sả và một hai là tía tô thế thôi. Đấy thì Nhung nghĩ rằng Nhung xông mặt bằng những cái thẻ sản phẩm khác đâu. Đó thì mọi người sẽ có rất là nhiều những cái nguyên liệu để mọi người sử dụng được. Tuy nhiên thì mọi người nên xem là chúng ta muốn sử dụng cái xông mặt, cái phương pháp xông mặt đấy để làm gì. Ví dụ như thải độc nó sẽ sử dụng ví dụ như là kinh giới, tía tô này đấy. Còn nếu như muốn trắng da thì có thể sử dụng chanh và tía tô và sả đấy, đúng không? Có rất là nhiều có rất là nhiều những cái cách mix nguyên liệu để có thể là sử dụng được nhá. Và sau khi mà mọi người xông mặt xong ấy thì bắt buộc mọi người phải đắp mặt nạ, bởi vì sao? Đắp mặt nạ chính là cái thời gian mình giúp cho cái dưỡng chất nó đi sâu ở trong da của mình hơn. Bởi vì khi mà chúng ta xông mặt xong thì lúc đấy là cái lỗ chân lông của chúng ta nó đã giãn nở rồi. Mình đắp mặt nạ thứ nhất là gì? Để cho nó mát và nó dịu nhẹ, nó dần dần thu nhỏ cái lỗ chân lông của mình lại một cách tự nhiên, chứ không phải là mọi người chườm đá để cho nó kiểu bị co lại bất chợt ấy. Như vậy nó sẽ hại hơn nhá. Đó thì đắp mặt nạ cũng là một trong số những cái phương pháp để làm dịu cái làn da của mình, cũng như là giúp cho chúng ta có thể là đưa được cái dưỡng chất vào sâu hơn sau khi mà chúng ta xông mặt mọi người nhá. Và có một cái loại mặt nạ mà hiện tại Nhung đang sử dụng, đấy là em mặt nạ thần thánh mọi người ạ. Em này phải gọi, bởi vì sao gọi nó là thần thánh, em này thì nó quá là xịn sò rồi. Nó giúp kiểu như là làm căng mướt này rồi thì nâng cơ nữa. Thì tên của em này nó là Dream On Magic. Thì em này mọi người sử dụng cực kỳ ok luôn, bởi vì công việc của Nhung thì khá là bận rộn. Đấy, thường thì nhá, về đến nhà là Nhung rất là lười rồi, thực sự rất là lười skin care. Và ấy, nếu như mà đắp mặt nạ xong mà mình lại còn phải kiểu canh giờ xong rồi dậy đi rửa rồi này, cái thứ rất là phiền. Nên là Nhung chọn luôn cái em này, em mặt nạ này. Mọi người sau khi mà dùng xong ấy, mọi người không cần phải rửa mặt nạ mọi người nhá. Đấy, đây là một trong số những cái điểm cộng mà Nhung cực kỳ thích. Bởi vì sao Nhung gọi em đó là thần thánh? Khi mà dùng xong ấy, mọi người có thể là massage một chút xíu, sau đó mọi người để nguyên như vậy và mọi người đi ngủ đến sáng hôm sau khi mà dậy ấy, mọi người rửa mặt xong sờ lên da nhá, cảm giác nó rất là kiểu mịn, kiểu nhẹ nhàng luôn. Gọi là chia sẻ nhỏ nhỏ với mọi người một tí là hôm nay Nhung thì đang trong cái thời kỳ kiểu con gái ấy. Tuy nhiên thì mọi người có thể thấy rằng không hề bị mụn nhá. Thường thì trong những cái ngày đấy rất là dễ bị mụn. Thì mọi người nếu như mà chúng ta dưỡng cái làn da của mình tốt ấy, và có một cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ tốt ấy, thì da của mình nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Đấy, thực chất là kiểu chỉ có 1 đến 2 cái mụn nhỏ li ti nó không đáng kể. Nếu như chị em chúng ta mà kiểu sắp đến cái thời kỳ đấy thì mọi người biết nhá, da của mình rất là nhiều mụn luôn đúng không ạ? Thì cái em mặt nạ này nó cũng khá là ok. Mọi người sử dụng nó sẽ tùy nhá. Nếu như mọi người muốn có một cái làn da kiểu nó vừa là căng mịn này đúng không ạ? Hiện tại hình như cũng tầm khoảng
cũng cũng rơi vào cái tầm tuổi 25 rồi, bắt đầu kiểu lo lắng về cái vấn đề là da của mình nó bị lão hóa rồi, cho nên là Nhung cũng phải sử dụng cái em này để làm sao vừa giúp tăng cơ này rồi thì vừa dưỡng trắng da này. Em này nó là một cái mặt nạ mà nó giúp dưỡng hoàn hảo luôn đấy mọi người. Tuy nhiên thì nếu như mọi người đang có những cái vấn đề về da thì Nhung cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người, đó là tư vấn để mọi người có thể sử dụng được những cái sản phẩm mà nó chuyên biệt dành cho cái làn da của mình mọi người nhé. Thường mặt nạ thì đúng rồi, cái này dùng rất là thích luôn nha Hoàng Yến. Đó, thực chất ấy, là Nhung dùng cái em này một tuần thì Nhung chỉ dùng có 2 lần thôi. Em này thì nó là sản phẩm của Hàn Quốc mọi người ạ. Bao giờ mọi người biết rằng bao giờ những cái mỹ phẩm của Hàn Quốc ấy cũng có một cái gọi là rất là ok, đó là giúp cho chúng ta có cái độ căng bóng trên cái làn da của mình, đúng không ạ? Bên cạnh việc chúng ta sử dụng những cái sản phẩm của châu Âu nhá thì nó sẽ khiến cho da của chúng ta nó lì này, đúng không ạ? Nó khô này. Đấy, tuy nhiên nếu như mọi người dùng mỹ phẩm của Hàn Quốc, mọi người sẽ thấy rằng mỹ phẩm Hàn Quốc lúc nào nó cũng sẽ kiểu tạo cái độ căng bóng, và đối với người Hàn Quốc họ thấy rằng cái làn da nó phải căng bóng mới là cái làn da khỏe và làn da đẹp. Đấy, thì cái em này mọi người sử dụng nhá, nó sẽ giúp là tăng cơ này, mướt nhịn cái làn da của mình, nói chung là thích lắm. Thật sự ấy, mọi người dùng mặt nạ mọi người sẽ thấy nhá, cái quá trình mọi người đắp mặt nạ nó kiểu nó rất là mát, mà nó mát một cách nhẹ nhàng ấy, một cách kiểu dễ chịu luôn ấy. Đấy, và sau khi sử dụng mặt nạ xong nhá, đối với riêng em này thì mọi người không cần phải rửa mặt lại nữa. Tuy nhiên thì đối với những cái mặt nạ khác ấy thì sau khi mà sử dụng xong mọi người đừng rửa ngay, chúng ta sử dụng tay này massage. Và lúc nào như khuyên mọi người là chúng ta sử dụng hai cái ngón, đó là ngón giữa và ngón áp út, bởi vì hai cái ngón này nó là hai cái ngón mà có cái gọi là có cái lực vừa phải và phù hợp nhất cho cái làn da của mình. Ok ha. À, miếng mặt nạ hồng kia là mặt nạ gì đó bạn? Trời ơi. Ok, mặt nạ hồng này ngày hôm nay khá là hay, bởi vì là Nhung cũng sẽ sử dụng cái mặt nạ này làm quà tặng cho mọi người trong mini game ngày hôm nay. Và hiện tại xem nào, đang có 15 người chia sẻ nhá. Nhung muốn là chúng ta giúp Nhung mình chia sẻ lên đến hôm nay lên đến 30 lượt thôi. Đấy, nhẹ nhàng như thế đúng không ạ? Sau mùa nghỉ lễ, chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhàng bằng cách là chúng ta đẩy lên đến 30 lượt chia sẻ. Sau đó là mọi người sẽ quay lại đây và chúng ta bắt đầu chơi mini game nha. Đó, và sẽ có 1 2 4 6 8 10 sẽ có 10 miếng mặt nạ dành tặng cho 10 bạn đầu tiên. Đấy. Vào đây và comment đúng theo cái cú pháp mà Nhung yêu cầu. Đương nhiên Nhung yêu cầu cú pháp gì thì mọi người cứ chia sẻ đi. Đấy, một lát nữa Nhung sẽ bắt đầu là lên cho mình cái cú pháp mini game nhá. Đó, mặt nạ hồng này thì trước khi sử dụng làm quà tặng cho mọi người, cũng như là trước khi mà vào mini game ấy, thì Nhung cũng sẽ giới thiệu qua cho mọi người một chút xíu. Thì cái mặt nạ hồng này nó là một cái sản phẩm của Nhật Bản mọi người nhá. Em này nó là nho thai kiều nha. Đó, thì nó sẽ phù hợp dành cho những nàng nào mà da của mình nó bị nhạy cảm này, đấy, dễ kích ứng này, hoặc là những nàng nào mà mình có làn da đã từng bị tổn thương, ví dụ như chúng ta đã từng laser này, hay là chúng ta từng lăn kim các cái, đúng không ạ? Bởi vì sao, mình khi mà làn da của mình tổn thương ấy, chúng ta cũng nên sử dụng những cái sản phẩm mà nó chuyên biệt dành riêng cho những cái làn da yếu, da tổn thương đó. Và cái việc đấy thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà gọi là nó dòng phổ thông ấy, thì nhiều khi cái làn da của chúng ta nó bị nhạy cảm, đúng không ạ? Nó rất là khó để thích ứng. Da đẹp quá. Cảm ơn Khánh Phan Ly nhá, cảm ơn nàng rất là nhiều. Ok rồi, Nhung thấy là đã có 27 lượt chia sẻ rồi. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào mini game luôn nhá. Mini game ngày hôm nay rất là đơn giản thôi, mọi người giúp Nhung là đúng một lượt chia sẻ trên trang cá nhân, kèm theo một comment xuống đây, đó là gì ạ? Chúc mừng năm mới đi. Ok, chúc mừng năm mới kèm theo số điện thoại thì là được nhá. 10 người đầu tiên và nhanh nhất đó, chúng ta sẽ nhận được ngay phần quà, đúng không ạ? Ngày bạn có mất nhiều thời gian dưỡng không? Thực chất thì ban ngày Nhung cũng không mất quá nhiều thời gian dưỡng da. Buổi sáng khi mà ngủ dậy, Nhung sẽ chỉ rửa mặt, sau đó là sử dụng toner và dùng kem chống nắng thế thôi. Ban ngày Nhung chỉ sử dụng mỗi như vậy thôi. Đó, còn buổi tối trước khi đi ngủ thì đầu tiên là về đến nhà Nhung sẽ tẩy trang xong thì Nhung bắt đầu rửa mặt xong dùng toner. Cái bước mà tẩy trang, rửa mặt, toner, đấy là cái bước mà không thể thiếu rồi. Đấy, sau đó thì Nhung cũng có sử dụng một chút serum nữa, và tùy nhá, hôm nào ví dụ như là một tuần sẽ có 2 buổi mà Nhung xông mặt và đắp mặt nạ, thì xông mặt đắp mặt nạ nó sẽ hơi tốn thời gian một chút xíu, mất khoảng tầm 1 tiếng cho cả quá trình skincare. Còn nếu như không ấy thì chỉ mất khoảng tầm nửa tiếng thôi, đúng không? Bình thường thì chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi. Đấy, là sau đó là sẽ sử dụng serum này và dùng kem dưỡng, sau đó đi ngủ thế thôi. Ngoài ra thì sẽ có
thêm một cái nữa đó là Nhung dùng một loại kem chuyên biệt dành riêng cho mắt và sử dụng mặt nạ ngủ cho môi nữa. Đấy, thì cái việc mà Nhung nghĩ rằng ấy, mắt của Nhung này, mọi người nhìn thấy nhá, hiện tại Nhung cũng đã có che khuyết điểm rồi, nhưng mà mắt của Nhung thì nó vẫn hơi bị thâm một chút. Đây là do bẩm sinh mọi người ạ, mặc dù đúng là thuốc khuya thật đấy, nhưng mà cái này nó là do bẩm sinh nên là Nhung cũng phải nỗ lực rất là nhiều để cải thiện cái tình trạng là bọng mắt với cả thâm mắt. Tuy nhiên thì thời gian gần đây mọi người thấy rằng rất là ok rồi. Phía bên này, phía bên trái này của Nhung này còn có cái vết tàn nhang nữa không mọi người ạ. Trước đây ấy, thì Nhung bị kiểu tàn nhang rất là nhiều. Cái này là do di truyền nhá, từ thời cụ này, xong rồi đến bà ngoại này, xong rồi đến mẹ Nhung, xong rồi đến bản thân Nhung đến bây giờ ấy, vẫn bị. Mà trước đây nhá, bị rất là nhiều luôn ấy. Cái chỗ tàn nhang này này, cả hai bên luôn đều bị rất là nhiều. Bây giờ thì bên này đã hết rồi, còn bên này thì đã mờ đi rất là nhiều rồi. Ok, Nhung thấy là mọi người đã bắt đầu 1, 2, đã có 2 người để lại comment và chúc mừng năm mới kèm theo số điện thoại rồi. Mọi người ơi, chúng ta sẽ có 10 shop nhá. Đó, sẽ có 10 phần quà, 10 miếng mặt nạ dành tặng cho mọi người đúng không ạ? Nên là chúng ta nhanh tay nha. Đấy, để lại comment, mình chỉ cần chia sẻ đúng một lần lên trang cá nhân thôi. Sau đó chúng ta để lại comment là chúc mừng năm mới kèm theo số điện thoại là chúng ta đã có ngay một cái em như này rồi đúng không ạ? Đây sẽ là phần quà tặng miễn phí cho mọi người và gọi là gì nhỉ? Quà đầu năm đúng không ạ? Quà đầu năm cho mọi người. Phần tí một chút xíu là còn 3 ngày nữa đến sinh nhật Nhung nha. Đấy, hôm nay rất là vui, rất là hân hỉ ngồi đây để chia sẻ với mọi người như thế. Thì bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng đấy Nhung cũng vừa nói rồi, là giả chúng ta nếu như mà có vấn đề thì chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm mà nó chuyên biệt dành cho da của mình. Ví dụ như ở đây sẽ có cho mọi người một cái em mặt nạ nữa cũng rất là hay. Em mặt nạ này của chúng ta sẽ là mặt nạ Medihair mọi người nhé. Em này cũng sẽ là một cái sản phẩm của Hàn Quốc, và thực sự là mỹ phẩm như cái kiểu mặt nạ của Hàn Quốc ấy, nó là một cái gì đấy mà nó rất là kiểu Nhung cảm thấy nó rất là xịn sò, kiểu rất là thích luôn ấy. Nếu như mà mọi người, Nhung đã từng sử dụng rất nhiều loại mặt nạ rồi nhá, kể cả là mặt nạ của Nhật này, của Hàn này, hay là những cái loại mặt nạ mà nội địa chung, thì với cá nhân Nhung nhá, gọi là review một tí cho mọi người đi, chia sẻ một tí đi. Thì đối với những cái em mặt nạ mà của nội địa chung ấy, thì nó sẽ có một cái ưu điểm thứ nhất, đó là nó giá thành của nó khá là rẻ. Cái thứ hai nữa là mặt nạ nội địa chung nó có cái khả năng cấp nước rất là tốt. Tuy nhiên ví dụ mọi người thấy rằng sẽ có những loại mặt nạ nó ghi là dưỡng trắng này, mặt nạ thải độc này, mặt nạ trị mụn này. Tuy nhiên mọi người ơi, nhưng cái công dụng đấy của nó gần như là nó kiểu chỉ được một tí như thế này thôi. Đấy, cái công dụng lớn nhất của nó duy nhất chỉ có cấp nước thôi. Cho nên là nếu như mà mọi người chúng ta muốn gì ạ, muốn tập trung chuyên sâu vào những cái việc khác nữa, ví dụ như là dưỡng trắng da này, hay là cung cấp collagen chống lão hóa này, thì mọi người nên chuyển sang sử dụng những cái sản phẩm của Hàn Quốc. Của Hàn Quốc, bởi vì sao? Trước đây thì Nhung chỉ duy nhất mỗi việc là nó cần cấp nước, thì Nhung sử dụng mặt nạ nội địa chung rất là ok, rất là ổn. Nhưng mà khi mà mọi người muốn là chúng ta có một cái chuyên sâu hơn, ví dụ như là mọi người muốn là gì, cung cấp collagen này đấy để tạo độ đàn hồi cho da, cũng như là giúp làm giảm lại cái quá trình oxy hóa, lão hóa da, thì chúng ta nên chuyển sang những cái sản phẩm của Nhật và của Hàn. Đó, những cái tức là mình không chê cái mặt nạ của nội địa chung nhá, nhưng mà nó sẽ có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm đúng không nào. Đó. Chúc mừng năm mới chị luôn, trời ơi đáng yêu dễ sợ. Ok, Bùi Yến Phương nha. Đó, thì đây cái em mặt nạ này của chúng ta nó cũng là một sản phẩm của Hàn Quốc, nó sẽ có cho chúng ta 4 loại. Em màu vàng này nó sẽ là mặt nạ cung cấp collagen, giúp cho chúng ta là làm giảm lại quá trình lão hóa da, nếu như mà da của chúng ta này kiểu bị nhăn nheo chảy xệ này đúng không ạ, nó chưa có độ đàn hồi, hoặc là chúng ta bắt đầu ở cái độ tuổi 25-30 tuổi trở ra, chúng ta nên sử dụng em này thường xuyên để giúp làm sao cho cái làn da chúng ta nó được căng bóng mịn và nó được trẻ hóa mọi người nhá. Đó, cái mặt nạ này chúng ta thì đây sử dụng trên này cũng đã có hết tất cả thông tin của sản phẩm rồi mọi người nhá. Đây hướng dẫn sử dụng này, rồi thì công dụng này, rồi thì vân vân tất cả mọi thứ đã có hết trên cái bao bì của sản phẩm rồi. Đấy, ngoài ra thì sẽ có cho chúng ta cả cái tem nữa mọi người nhá. Đó, tất cả những cái sản phẩm mà London Store khi mà bán ra ấy đều đảm bảo cho mọi người sẽ có đầy đủ tem, nhãn mác các thứ cho mọi người, nên là mọi người sử dụng thì chúng ta phải yên tâm 100% nhá. Đó, và bên cạnh đó thì Nhung cũng vừa mới giới thiệu cho chúng ta một cái em, đó là mặt nạ trà xanh đúng không ạ. Mặt nạ trà xanh này thì sẽ phù hợp với những nàng nào mà chúng ta đang muốn là mình đang muốn là chúng ta làm cho cái làn da của chúng ta được nhẹ nhàng hơn, đúng không, làm dịu lại làn da của mình. Đấy, những nàng nào ví dụ như là chúng ta bị mụn này,
Hoặc là ví dụ như không phải là giảm, chúng ta là da mụn, nhưng ví dụ trong những cái thời kỳ như là đầu, gọi là đầu cái kỳ đấy đúng không ạ? Đấy, đầu trong và sau cái kỳ đấy thì chúng ta có thể sử dụng khoảng tầm 1 cho đến 2 tuần mình dùng đến em này, nó cũng rất là ok để có thể làm giảm đi cái sưng mụn này đúng không ạ? Nói chung là nó sẽ phù hợp với những cái làn da mụn nhá. Đó. Ok. Da dầu dùng loại nào tốt vậy bạn? Ok Tống Minh Anh. Da dầu thì chúng ta có thể sử dụng sang cái em mà chúng ta dùng nhá. Em này nó là một cái sản phẩm mà dùng khá là hoàn hảo. Đấy, mọi người sau khi dùng xong mọi người còn không cần phải rửa đi luôn ý. Đây, em này nó là đi Omatrix. Thì cái em mặt nạ này nó khá là ok. Hiện tại Nhung vẫn đang sử dụng em này. Thực chất thì Nhung thay đổi mặt nạ khá là nhiều. Đấy, ví dụ như là tháng này Nhung dùng một cái loại này chẳng hạn, nhưng mà tháng sau Nhung dùng loại khác chẳng hạn đúng không ạ? Bởi vì thực chất thì đây, ví dụ như riêng nhá, trong cùng một tháng thôi nhưng cũng phải sử dụng thay đổi khoảng tầm 2 cho đến 3 loại. Ví dụ như là trong những cái ngày mà muốn là giữ da này cái các thứ này thì hoặc là dưỡng trắng các cái em sẽ sử dụng một loại. Đó, và trong những cái ngày đặc biệt đấy đúng không ạ? Da của mình nó bắt đầu kiểu nó bị sạm đi này, nó bị khô này, hay là nó bị kiểu lên mụn này thì Nhung cũng sẽ đổi sang một loại khác. Thì mọi người cũng nên có một cái, tức là chúng ta phải hiểu cái làn da của mình trước đã. Đó. Ok. Và tiếp theo chúng ta nữa thì sẽ là một cái em đây, một cái em tông màu tiếp theo nữa. Em này thì nó là màu xanh. Màu xanh này thì nó sẽ giúp cho mọi người là dưỡng trắng da mọi người nhá. Đấy, đúng như cái topic ngày hôm nay, nàng nào mà muốn dưỡng trắng da thì chúng ta sử dụng cho Nhung cái em này. Em này thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm gì ạ? Nó sẽ cấp ẩm này, đây phía sau này có hết tất cả rồi. Đó, cấp ẩm chuyên sâu này, rồi thì làm sạch sẽ cái lỗ chân lông này, ngăn ngừa lão hóa vân vân. Đó thì em này nó sẽ giúp chúng ta là ức chế cái sự hình thành cũng như là sự phát triển của các hắc sắc tố melanin. Và vừa từ đầu livestream mình cũng nói rồi, melanin là cái gì đúng không ạ? Đó, melanin chính là những cái hắc sắc tố ở bên dưới lớp hạ bì, tức là lớp trong cùng của làn da chúng ta. Nó khiến cho làn da của chúng ta nó bị đen đi, và bất cứ ai cũng phải có cái hắc sắc tố này nhá. Đó, ví dụ như là mọi người thấy rằng ấy, ở tùy từng cái vùng địa lý, ví dụ như là chúng ta đang ở ví dụ chúng ta ở Việt Nam chẳng hạn đúng không ạ? Đấy, châu Á chẳng hạn thì da của chúng ta nó là da vàng, bởi vì sao? Cái ánh nắng nó không quá nhiều. Nhưng nếu như mà mọi người ở châu Phi, mọi người sẽ thấy rằng tại sao mà da người châu Phi đen vậy? Thì cái hắc sắc tố melanin nó rất là nhiều, nó sản sinh rất là nhiều, rất là nhanh để nó bảo vệ cái làn da của họ khỏi cái ánh nắng mặt trời, khỏi những cái tia gọi là những cái tia UV đúng không ạ? Đó, thì melanin nó sẽ có một cái công dụng, đó là giúp cho chúng ta tránh được cái tình trạng là bị ánh nắng chiếu trực tiếp này làm hại đến da của mình. Tuy nhiên thì nó lại khiến cho chúng ta bị đen đi đúng không ạ? Thì cái em này nó sẽ giúp là ức chế lại cái sự hình thành của melanin. Ngoài ra ấy, thì mọi người sử dụng bất cứ một cái sản phẩm dưỡng trắng nào nhá. Nhung nói này, bất cứ một cái sản phẩm dưỡng trắng nào, cho dù là kem dưỡng này, hay là serum này, hay là mọi người dùng đây, hay mọi người dùng mặt nạ vân vân, bất cứ một sản phẩm dưỡng trắng nào, mọi người bắt buộc phải sử dụng đến gì ạ? Đấy là kem chống nắng mọi người nhá. Đó, cái đấy là cái vô cùng cần thiết đấy. Da em đen bền vững không trắng được. Đó, ok, nếu như mà da mọi người đen bền vững thì mọi người phải skin care cực kỳ là nhiều đấy. Đó là thứ nhất là phải làm sạch da, thứ hai nữa là phải chống nắng tuyệt đối mọi người nhá. Đấy, kể cả là mọi người ngồi trong phòng đây, ngồi trong văn phòng như thế này cũng vẫn cần phải chống nắng luôn. Bởi vì sao? Nó sẽ có ví dụ như tia UVA và UVB. Thì trong hai cái tia đấy, UVA mọi người đi ra ngoài đường mới thấy này. Đấy, nhưng mà cái tia UVB nó là cái tia mà nó sẽ đi qua được cửa kính này, hay là nó được chiếu qua những cái đèn trong phòng này rồi vân vân vân. Đấy, thì đấy sẽ là những cái ảnh hưởng để cho làn da của chúng ta nó bị đen đi mọi người nhá. Nên là chúng ta cho dù mọi người ngồi ở trong phòng, ngồi đi làm việc ở văn phòng, đi học, đều cần phải chống nắng mọi người nhá. Đấy, đấy là cái bước thứ hai. Và cái thứ ba nữa là mọi người, thứ nhất là dưỡng chống nắng này, thứ hai là làm sạch da này đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa là mọi người sử dụng những cái sản phẩm bổ trợ, ví dụ như là dùng kem này, dùng serum này, hay là chúng ta sử dụng mặt nạ này. Mặt nạ cũng là một trong số những cái mà gọi là cực kỳ là ok luôn mọi người nhá. Đấy, và sẽ có cho mọi người một cái em mặt nạ nữa, quên mất nãy giờ không nói đúng không? Em mặt nạ này của chúng ta nó là màu cam này, thì cái em Vita này nó sẽ giúp cho mọi người đó là làm mờ đi những cái đốm nâu và những cái tàn nhang. Đó, nó sẽ làm cho chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta là phục hồi cái làn da của nó bị thâm sạm này đúng không ạ? Và làm cho cái làn da chúng ta nó khỏe, nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Đấy, phù hợp với những nàng nào mà chúng ta ví dụ vừa đi chơi, đi du lịch về nhá, da của mình đang bị bắt nắng nhá. Đấy, hay là những nàng nào mà da của chúng ta kiểu
đang bị thâm sạm, đang tái đi, kiểu đi nắng về đấy. Thì đây, mọi người phân biệt nhá, cái em màu xanh này sẽ phù hợp với những cái đằng nào mà da của mình nó đã bị đen sẵn rồi, da của mình là da đen rồi đấy, em màu xanh này nhá. Còn nếu như những đằng nào mà mình đi chơi về, đi nắng về mình bị đen thì đây, mình dùng sang cái em này, được chưa? Ok nha, đó. Còn đối với những đằng nào mà chúng ta những chị nào mà chúng ta bắt đầu bước vào độ tuổi 25-30, bắt đầu muốn giữ cho cái làn da của chúng ta được tươi trẻ thì mình dùng cái em màu vàng này nha, nó là collagen này đấy. Còn những nàng nào da mụn này, da hơi yếu, đúng không ạ, chúng ta dùng cái em này. Còn đặc biệt là những nàng nào mà da của mình bị kích ứng, đúng không ạ, da của mình nhạy cảm thì đây, chúng ta phải sử dụng sang cái em này nha. Em này đó là nho thai kiều này. Và mọi người ơi, lúc nãy thì Nhung cũng có phổ biến cho mọi người rồi là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái mini game nho nhỏ, đó là mọi người chia sẻ livestream một lần lên trang cá nhân, sau đó là chúng ta comment vào đây là chúc mừng năm mới kèm theo số điện thoại, thì 10 người nhanh tay nhất nha, mình sẽ được tặng cho một cái em mặt nạ như này. Mặt nạ này của chúng ta là nho thai kiều, và nói thật mọi người ạ, dùng rất là thích luôn đấy. Những năm nào mà chúng ta biết đến cái nho thai kiều ấy, nó là một trong số những cái thành phần mà một cái sản phẩm mà nó giúp cho chúng ta là dưỡng trắng này, cũng như là giúp cho chúng ta có một cái làn da nó đẹp hoàn hảo luôn đấy. Những năm nào nha mà da Trần Ngọc Linh ơi, chúc mừng năm mới là phải kèm số điện thoại nha. Phải kèm số điện thoại nha, để cho các bạn nhân viên của London Store có thể liên hệ với mình nhá. Đấy. Rồi ok, và mọi người nhớ nhá, chúng ta sẽ bên cạnh cái việc mà ngồi nghe Nhung tư vấn như này, thì nếu như chúng ta có một cái câu hỏi gì đấy, đúng không, mọi người muốn Nhung tư vấn gì đấy, chúng ta có thể là comment xuống đây để Nhung có thể là tư vấn được cho mọi người, trả lời cho mọi người những cái câu hỏi như thế, đúng không. À, bên cạnh đấy thì đây, nãy giờ để ở đây một cái em kem mà quên mất, không có giới thiệu cho mọi người. Em kem này nó cũng là một cái sản phẩm mà giúp cho chúng ta là dưỡng trắng da và sẽ giúp cho chúng ta cấp ẩm rất là tốt nhá. Tên của em nó là The Ordinary đó. Thì em này nó, mọi người ơi, nhìn nó nhỏ nhưng mà có võ nha. Đây, em này có 30ml thôi, nhưng mà mọi người sử dụng ấy, chúng ta chỉ cần sử dụng một chút xíu cho chấm lên thôi, sau đó chúng ta sử dụng trên da của mình này. Em này mọi người sử dụng vào buổi tối được nha. Đó. Và nếu như mà mọi người chúng ta muốn có một làn da đẹp hoàn hảo thì Nhung nghĩ rằng các bước skincare của mình là vô cùng cần thiết. Thứ nhất là chúng ta phải làm sạch da này, sau đó là chúng ta phải dưỡng này, thì dưỡng nó cũng sẽ có rất là nhiều bước dưỡng. Sau khi mà mọi người rửa mặt sạch này thì bước tiếp theo mọi người dùng toner, sau đó mọi người sử dụng mặt nạ này. Đây, mọi người sử dụng mặt nạ, bất cứ mặt nạ nào mà mọi người cảm thấy rằng nó phù hợp với làn da của mình nhá. Nhưng không có khuyên mọi người là ở đây mọi người phải mua cái này, phải mua cái kia, bởi vì riêng một cái buổi livestream ngày hôm nay Nhung cũng đã lên cho chúng ta là ba cái loại mặt nạ rồi, và mỗi một loại mặt nạ nó lại phù hợp với một làn da khác nhau. Bản thân mình phải hiểu được cái làn da của mình trước. Và mọi người thấy đấy, London Store thì thường xuyên là livestream nhưng mà không bao giờ là livestream để kiểu bán sản phẩm cho mọi người ngay trên livestream như này cả, đúng không? Đa phần là gì, muốn là chia sẻ cho mọi người và muốn mọi người phải hiểu cái làn da của mình, đúng không nào? Đó, kể cả là ngày hôm nay đây Nhung có lên cái em gọi là em kem này đi chăng nữa, nhưng mà nếu như mọi người không có phù hợp em này thì Nhung cũng sẽ cố gắng là tư vấn cho mọi người sang một cái em kem khác hay một cái sản phẩm khác mà nó phù hợp với cái làn da của mình nhá. Nên là trước hết chúng ta phải hiểu làn da của mình đã. Đó, và một tuần chúng ta nên là gì? Thứ nhất là tẩy da chết này, thứ hai là xông mặt này, thứ ba là đắp mặt nạ này 2-3 lần nha mọi người nhá. Đó. Em da dầu có cần dùng cấp ẩm không chị? Ôi cần chứ mọi người. Trời ơi, da dầu là cực kỳ cần cấp ẩm nhá. Đó, không biết là buổi hôm trước thì bạn Mai Nguyễn có xem livestream của Nhung không? Vì buổi hôm trước thì Nhung cũng có chia sẻ về cái vấn đề này rồi ấy. Thì khi mà da của chúng ta là da dầu ấy thì nó sẽ có, tức là nhá, khi mà da của chúng ta bị thiếu nước nhá, nó sẽ có hai trường hợp. Một là như mọi người thấy rằng thiếu ẩm, thiếu nước, đúng không ạ? Nó sẽ bị khô da, đúng không? Nhưng cái trường hợp thứ hai đó là cái trường hợp nan giải này. Đấy, khi mà da của mọi người thiếu ẩm nhá, nó bắt đầu nó sẽ kích thích tiết ra những cái dầu nhờn để nó có thể nó làm ẩm da của mình. Nhưng bởi vì cái da của mình nó đã thiếu ẩm rồi, đúng không ạ, nên là nó sẽ không kiểm soát được cái lượng dầu tiết ra như vậy. Nó khiến cho làn da của chúng ta nó bị bóng dầu. Và nếu như mà cái làn da của mọi người nó còn không sạch ấy, thì nó sẽ bị bít tắc lại tại lỗ chân lông, và nó khiến nó sẽ gây ra cái tình trạng đó là gì, tình trạng mụn. Đó, thì da dầu cũng là một cái vấn đề rất là nan giải. Mọi người bắt buộc phải cấp ẩm mọi người nhá. Đó, cấp ẩm là một việc rất 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 cần thiết mà Nhung nói rằng ai cũng cần, đúng không ạ? Đó, bên cạnh đó thì mọi người muốn trắng da thì đương nhiên rồi, mọi người sử dụng cho Nhung những cái em mặt nạ nhá. Đó, và sử dụng kem dưỡng nhá, và cả serum nữa mọi người nhá. Đó, tức là làm sao?
Đặc biệt là khi mọi người dưỡng trắng da này, có một cái lưu ý mà Nhung phải nói suốt từ đầu đến giờ, đó là gì? Khi mọi người dưỡng trắng da bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng, được chưa? Đấy là một trong số những cái sản phẩm mà bắt buộc phải sử dụng. Bởi vì sao? Khi mọi người nhá, chúng ta mua những sản phẩm kem kém chất lượng, rất là nhiều bên họ nói là ôi kem này dùng thích lắm mọi người ơi, đấy trắng ngay trắng luôn, không bị bắt nắng đâu, không bị đen lại đâu. Nhưng mọi người ơi, cái nguyên lý là gì? Da của chúng ta này, cái việc mà làm trắng da ấy, đúng không ạ, nó sẽ có hai cách. Thứ nhất là những cái sản phẩm kém chất lượng nó sẽ bào mòn cái da của mình đi, khiến cho chúng ta đúng là nó trắng, nhưng mà nó sẽ chỉ gọi là nó trắng kiểu ảo ấy mọi người, đấy, nó sẽ dễ dàng bị đen lại nhá. Đó, và những cái tình trạng cái việc mà tẩy da như thế nó trắng lên rất là nhanh, khoảng tầm vài ngày thôi mọi người sử dụng những cái sản phẩm đấy nhá, vài ngày thôi mọi người thấy rằng da của mình ôi nó đã trắng lên lắm rồi đấy. Tuy nhiên thì cái cách để làm sao mà nó bền vững nhất đó là gì? Chúng ta dưỡng trắng cho nó nhẹ nhàng từ sâu bên trong đi ạ. Bởi vì sao? Cái sắc tố da của chúng ta ấy, nó nằm ở tận bên trong lớp hạ bì cơ, chứ nó không phải là ở cái lớp biểu bì bên ngoài đâu mọi người nhá. Đấy, cho nên là mọi người sử dụng những cái em dưỡng da này để làm sao cho nó, thứ nhất là nó có cái khả năng thẩm thấu vào trong da của mình, dưỡng da của mình nó trắng từ bên trong. Thứ hai nữa là gì? Nó đã khiến cho da của chúng ta trắng lên, tức là nó làm giảm lại cái hắc sắc tố melanin rồi. Thì việc chúng ta cần thiết bây giờ đó là gì? Là chúng ta phải chống nắng để cho làn da chúng ta nó không bị bắt nắng, không bị viêm, không bị những cái bệnh về da liễu mọi người nhá. Đó, tuần đắp mặt nạ mấy lần ạ? Một tuần chúng ta đắp khoảng tầm 2 đến 3 lần thôi, bởi vì nó sẽ tùy vào những cái như lúc nãy Nhung cũng có chia sẻ cho mọi người ấy, là những cái em mặt nạ kiểu những cái em mặt nạ nội địa chung ấy. Bởi vì sao mà cái cô Phạm Băng Băng cô ấy một năm cô đắp đến 600 miếng mặt nạ? Bởi vì mặt nạ nội địa chung thì Nhung cũng nói rồi đúng không ạ? Nhưng em đấy thì nó sẽ chẳng có cái công dụng gì nhiều ngoài việc cấp ẩm cả, nên là có thể sử dụng hàng ngày được. Nhưng những cái ví dụ như là những cái em mặt nạ như thế này, đây, đa phần mặt nạ của Hàn này đúng không ạ? Hay là mặt nạ của Nhật này, thì mọi người sử dụng khoảng tầm cách 1 đến 2 ngày, 2 đến, tức là một tuần mọi người dùng 2 đến 3 lần thôi là ok rồi mọi người nhá. Đấy, mùa này cần dùng kem chống nắng không chị ơi? Ôi có chứ. Đấy, Nhung vừa mới chia sẻ luôn đúng không ạ? Thì buổi trước Nhung vừa có chia sẻ là cái em kem chống nắng Ultra, nó sẽ có hai loại, một loại là SPF 30 và SPF 50. Nó sẽ phù hợp với cái làn tùy từng loại nó sẽ phù hợp với cái làn da của mình và cái điều kiện của mình. Ví dụ mọi người làm việc trong văn phòng, ngồi trong phòng chẳng hạn đúng không? Mọi người sử dụng cái SPF 30. Đó, còn nếu như mà mọi người đi ra ngoài nắng này, thời tiết này thì chắc nữa mọi người vẫn phải sử dụng. Đấy thì chúng ta sử dụng cái SPF 50 mọi người nhá. Bởi vì sao? Trời ơi mọi người ngồi trong phòng nó cũng bị nó cũng sẽ có những cái tia UVB ấy mọi người. Đấy. Cho nên là cái việc mà sử dụng kem chống nắng nó là việc vô cùng cần thiết, cho dù là kiểu ngày nào mọi người cũng cần phải sử dụng luôn ấy. Đấy. Đương nhiên là cái mọi người có thể là nói cái này thì nó sẽ hơi chuyên sâu một chút xíu nhá. Cái kem chống nắng ấy, cái chỉ số chống nắng SPF của nó 30 hay là 50, nhiều khi ấy, nó sẽ chống nắng, tức là cái khả năng chống nắng của nó cũng sẽ tương đương nhau, nhưng nó lại phù hợp với những cái điều kiện khác nhau mọi người ạ. Đó cũng như là cái quá trình sản xuất rồi thì cái công nghệ của nó nữa. Cho nên là Nhung cũng chỉ gọi là tư vấn cho mọi người xem là cái sản phẩm nào sử dụng trong cái môi trường nào cho nó ok hơn thôi nhá mọi người nhá. Đó. Nha chị đẹp người em lời chăm sóc quá trời ơi, nếu như mà lời chăm sóc nha. Lên cho Lâm ơi, nếu như lời chăm sóc thì dùng cái em mặt nạ này đi, chị đang dùng cái này thích lắm mọi người ạ. Thật sự luôn ấy, em này kiểu dùng thích lắm. Thứ nhất là nó ok, nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng. Đấy, thứ hai nữa là dùng xong không cần phải rửa mặt lại. Thật sự là phù hợp với những cái người lười như Nhung. Nhung là một cái đứa siêu lười luôn. Mặc dù là đấy mọi người thấy không? Chia sẻ cho mọi người về làm đẹp này đúng không? Mặc dù Nhung cũng có khá khá kinh nghiệm về cái việc làm đẹp, nhưng mà có một cái điều đó là Nhung siêu lười. Đây thì em này cũng khá là phù hợp với những người lười như thế. Mọi người sử dụng xong thì mọi người có thể là massage một chút, sau đó là mọi người đi ngủ luôn cũng được, không cần phải rửa lại nha. Đó. Ok, và ngày hôm nay thì Nhung nghĩ rằng chúng ta cũng đã livestream khá là lâu rồi. Mọi người nếu như mọi người còn một cái câu hỏi gì đấy cần Nhung hỗ trợ tư vấn thì mọi người hãy comment xuống đây nhá. Và xem nào, chúng ta sẽ còn 3 phút nữa để chơi mini game mọi người nhá. Cho nên là những ai mà nếu như mà những ai mình chưa có tham gia cái mini game thì chúng ta nhanh tay đi. Mọi người ấn chia sẻ một lượt trên trang cá nhân, sau đó là chúng ta comment xuống đây là chúc mừng năm mới kèm theo số điện thoại nha. Đó, chúc mừng năm mới kèm theo số điện thoại nha. Đó là chúng ta sẽ có ngay một cái phần quà, đó là một em. Đây, ở đây là đang có ai đây ạ? Đang có bác Dũng Bùi nè, đó bác Dũng Bùi 96 nè. Đó.
sẽ được tặng ngay một cái em mặt nạ nho thai như thế này, nho thai kiều nhá. Mặt nạ nho thai kiều này thì sẽ có công dụng là giúp cho mọi người làm dịu lại cái làn da của mình, đặc biệt là làn da đang bị tổn thương đúng không ạ? Đó. Hiện tại thì Nhung cũng đang live stream trên mấy máy, mọi người thông cảm nhá. Ok, và nhớ là gì? Mọi người nhớ nha, tham gia là phải chia sẻ live stream một lần này, sau đó là chúng ta comment chúc mừng năm mới kèm theo số điện thoại nha. Đó, có số điện thoại thì mới ok nhá, không có số điện thoại là không được đâu mọi người ơi. Có số điện thoại thì mới được tặng quà nha. Nhanh tay nha, bây giờ chúng ta chỉ còn có 2 phút nữa thôi mọi người, 2 phút nữa để tham gia mini game thôi. Cho nên là nếu như mọi người bỏ lỡ cái cơ hội này là sẽ không còn lần sau đâu, bởi vì là ngày hôm nay kiểu đang live stream xong rồi kiểu sếp đi vào thôi Nhung ơi. Tặng quà đi em, tặng quà đi cho nó tơi, đầu năm mà. Đấy. Em dùng mặt nạ nho thai này thích lắm. Đúng rồi, mặt nạ nho thai đều thích mà. Đó, đặc biệt là những cái mặt nạ của Hàn với của Nhật ấy, dùng rất là ok luôn mọi người. Nếu như mà mọi người sử dụng nhiều mặt nạ rồi, như Nhung sử dụng quá là nhiều các loại mặt nạ rồi, từ Nhật, Hàn, Trung, các cái vân vân dùng hết rồi. Đấy, thì cá nhân Nhung nhá, thích nhất đó là mặt nạ của Nhật và của Hàn. Tuy nhiên ấy, của Hàn nó sẽ có những loại và của Nhật cũng sẽ có những loại phù hợp với làn da của mình, nhưng cũng phải mất một thời gian khá là dài để có thể là thử nghiệm xem là những cái sản phẩm như thế nào nó gọi là nó phù hợp với làn da của mình. Thì cái điều mà Nhung luôn luôn khuyên mọi người đó là gì, chúng ta bắt buộc là chúng ta phải hiểu cái làn da của mình mọi người nha. Đó, giúp cho chúng ta có thể trắng hơn. Thì đây, chốt lại ngày hôm nay nhá, là chúng ta sẽ có vấn đề như thế này. Thứ nhất là gì ạ, muốn trắng da thì mọi người phải quan tâm đến cái chế độ ăn uống của mình này, không được thức khuya này đúng không ạ? Không thức khuya, khuya nhá, thức khuya là thói quen da của mình xấu lắm đấy. Thứ hai nữa là gì, là sạch da này, da lúc nào phải sạch này. Thứ ba nữa là gì, mọi người có thể sử dụng những cái thành phần thiên nhiên để chúng ta dưỡng da đúng không ạ? Ví dụ như là mình sử dụng nước hoa gạo này, hay là chúng ta dùng những cái tinh dầu hoa trà này, rồi vân vân đúng không ạ? Chúng ta đắp mặt nạ này, rồi dùng kem này. Đấy, thì đấy là một trong số những cái cách để chúng ta có thể là dưỡng cho da của mình trắng. Ngoài ra thì chế độ ăn uống của mình cũng rất là quan trọng. Mọi người ăn nhiều cá này, ăn uống sữa này, mọi người dùng sữa chua này đúng không ạ? Đấy cũng là một trong số những cách để giúp cho chúng ta có thể là cải thiện được cái làn da của mình, cũng như là giữ cho làn da của mình nó trắng hơn mọi người nhá. Đặc biệt là mọi người cũng nên là chúng ta vận động thể dục thể thao nữa. Thể dục thể thao cũng rất là tốt cho vừa cho sức khỏe của chúng ta, vóc dáng của chúng ta, và vừa cho làn da của chúng ta nữa. Ok mọi người nhá, và ngày hôm nay thì cảm ơn mọi người khi mà đã theo dõi livestream của Nhung, cũng như là nghe Nhung chia sẻ. Nếu như mọi người muốn là buổi sau sẽ có những cái topic như thế nào, có thể là comment hoặc là để lại cái thông tin ở bên dưới nhá. Buổi sau thì Nhung sẽ cố gắng là lên để chia sẻ cho mọi người những cái vấn đề mà còn cần nha. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.